Dạ vâng, xin kính chào toàn thể quý anh chị và các bạn cùng quý nhà đầu tư cá nhân quay trở lại với kênh thông tin bất động sản Biển Xanh, trang mạng uy tín chuyên bán nhà bán đất khu vực Đức Hòa, Long An. Được gặp lại quý anh chị trong video này thì trong lòng Biển Xanh cảm thấy rất là vui. Kênh thông tin bất động sản Biển Xanh là một kênh chuyên cung cấp và review những sản phẩm bất động sản sạch, giá rẻ, pháp lý rõ ràng tại huyện Đức Hòa, tỉnh Long An, nằm ở vùng ven phía Tây Bắc Sài Gòn. Đây là cái vùng trọng điểm kinh tế kết nối giao thương giữa thành phố Hồ Chí Minh và 13 tỉnh đồng bằng sông Cửu Long. Và Biển Xanh xin được gửi lời chúc đến toàn thể quý anh chị quý nhà đầu tư thật nhiều sức khỏe, thành công và luôn luôn gặp nhiều may mắn trong cuộc sống. Đặc biệt là trong năm mới 2021 này thì gặt hái được rất nhiều thành công. Và hiện tại Biển Xanh đang đứng ở đây chính là con đường nhựa Lục Viên quý anh chị nhé. Đây được gọi là con đường nhựa Lục Viên và phía bên trước mặt chúng ta chính là trường tiểu học Nguyễn Văn Đẹp. Chúng ta chạy thẳng về phía trước khoảng 3 km thì sẽ gặp được cái chợ Đình và ra con đường tỉnh lộ 9 Ủy ban Nhân dân xã Mỹ Hạnh Bắc. Còn hướng ngược lại thì chúng ta chạy thẳng thì sẽ đi được lên đường tỉnh lộ 823 hoặc là đi lên trung tâm thị trấn Hậu Nghĩa quý anh chị nhé. Và ngày hôm nay thì Biển Xanh sẽ dẫn quý anh chị mình đi tham quan một sản phẩm ký gửi mới có giá vừa và rẻ, rất là vừa túi tiền để quý anh chị mình có thể đầu tư sinh lời cũng như là mua để dành hoặc mua để an cư lập nghiệp. Chỉ có 650 triệu cho 100m2 đất thổ cư 100% sổ hồng riêng quý anh chị nhé. Và xin mời quý anh chị cùng đi theo Biển Xanh để chúng ta tham quan cái vị trí ngày hôm nay. Ngày hôm nay thì Biển Xanh sẽ đưa đến cho quý anh chị mình hai lô đất đều có diện tích bằng nhau quý anh chị nhé. 4x25 100m2 và hai lô này nó là hướng nam, nằm ở khu vực dân cư, nhà cửa cũng rất là đông đúc. Và từ con đường nhựa Lục Viên chúng ta chạy vào tới lô đất khoảng 300m. Ở đây thì dân cư người ta cũng đã ở rất là đông rồi. Hai cái lô này thì quý anh chị có thể mua để mà đầu tư sinh lời thì Biển Xanh thấy cái giá nó còn rất là rẻ, rất là mềm để mình có thể sở hữu đầu tư sinh lời, chỉ có 650 triệu mà thôi và bao tất cả mọi thuế phí công chứng sang tên quý anh chị nhé. Sổ hồng riêng, pháp lý rất là rõ ràng, quý anh chị mua là chỉ việc đặt cọc và hẹn ngày đi sang tên công chứng, đăng bộ theo quy định của nhà nước. Một cái vị trí này cũng khá là nhiều tiềm năng, còn sinh lời. Và ngoài dân thì chúng ta đi đầu tư thì đa phần là cũng vẫn còn gặp những cái con đường đất đá như thế này. Nhưng mà những con đường đất đá mà lớn to như thế này thì tương lai nó cũng sẽ được đổ nhựa hoặc là đổ bê tông. Bởi vì dưới cái khu vực Đức Hòa Long An này thì đã được nông thôn hóa rất là nhiều. Nhiều xã đã được nông thôn mới và làm nên những cái con đường bê tông hoặc là những con đường nhựa rất là đẹp quý anh chị. Và từ con đường này chúng ta rẽ vô một xẹt thì sẽ tới vị trí sản phẩm ngày hôm nay quý anh chị nhé. Và cái lô đất ngày hôm nay thì nó có hướng nam quý anh chị, rất là mát. Đất gò cao ráo đã được san lấp rất là bằng phẳng và chúng ta xây dựng tự do, mình mua là mình chỉ việc xây dựng ngay quý anh chị nhé. Phía đằng sau đó là có mấy chục căn nhà người ta mua vi bằng, cái đấy thì không có giấy tờ, người ta đã mua và người ta ở rồi quý anh chị. Còn cái sản phẩm của chúng ta ngày hôm nay Biển Xanh giới thiệu là sổ hồng riêng, giấy tờ rõ ràng quý anh chị nhé. Từ cái cọc bê tông này chúng ta đo ngang sang là 4m, dài sâu đụng xuống vách tường phía sau là 25m. Sổ hồng riêng, pháp lý rõ ràng, 650 triệu, đây là lô thứ nhất quý anh chị nhé. Từ cọc bê tông này chúng ta đo ngang sang 4m, dài sâu xuống phía sau là 25. Lô số 1, số 2, số 3 và số 4, đến lô số 4 cũng là 4 dài 25, giá cũng là 650 triệu. Cho nên là ở đây Biển Xanh có hai sản phẩm ký gửi, lô số 1 và lô số 4. Quý anh chị nào mà mình xem được video này của Biển Xanh, thấy cái vị trí ngày hôm nay mình có thể mua để an cư lập nghiệp, giống như là những anh chị nào mà có hai chị em hay anh em gì đó muốn ở gần nhau thì có thể chọn hai cái vị trí ngày hôm nay, lô số 1 và lô số 4 để chúng ta có thể xây nhà để ở quý anh chị nhé, an cư lập nghiệp hoặc là đầu tư sinh lời. Giá nó rất là vừa túi tiền, sổ hồng riêng mà chỉ có 650 triệu mà thôi. Hướng nam đúng chuẩn luôn quý anh chị, đường xe tải vào tới đất luôn. Nằm ngay sau cái chợ, cái trường tiểu học Nguyễn Văn Đẹp quý anh chị nhé. Từ trường trường tiểu học Nguyễn Văn Đẹp, trường cái đường Lục Viên chúng ta chạy vào đây chỉ 300m, rất là gần. Và chạy ra tới chợ Đình, Ủy ban xã Mỹ Hạnh Bắc thì khoảng 3km. Cách vòng xoay An Lạc là 34km, cách bến xe An Sương là 21km quý anh chị nhé. Từ đây đo sang một lô 4m, sâu 25, 650 triệu. Đến lô số 2, số 3 và lô số 4 thì chủ cũng ký gửi Biển Xanh là 650 triệu.
Cái giá này Biển Xanh đã làm để chúng ta có thể mua an cư lập nghiệp cũng như là đầu tư sinh lời. Nó thuộc xã Đức Lập Hạ, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An. Quý anh chị và các bạn xem được video này của Biển Xanh, thấy phù hợp với nhu cầu của mình đang tìm kiếm, phù hợp với quỹ tài chính của mình thì còn chần chừ gì mà không nhấc máy ngay lên kết bạn Zalo hoặc gọi trực tiếp cho Biển Xanh qua số điện thoại 0377304018 để sở hữu ngay cái vị trí ngày hôm nay quý anh chị nhé. Kính chúc toàn thể quý anh chị quý nhà đầu tư nhiều sức khỏe, thành công và luôn luôn gặp nhiều may mắn trong cuộc sống. Đừng quên nhấn đăng ký kênh của Biển Xanh để theo dõi những clip mới nhất. Còn bây giờ Biển Xanh xin tạm dừng clip này tại đây. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý anh chị quý nhà đầu tư trong những clip tiếp theo nhé.